Rút ra ra ra. Ngồi đây mà quay sát đây này cơ. Đâu? Đây đây này. Đâu? Được quay chưa? Được. Em đang quay đó. Em lấy cục rất to vào cương. Anh ta bịt. Đưa anh Sơn nó quay thì cái này biết quay đéo chứ không quay. Để đưa rút đuôi cho. Ra lên đầu rồi ra đầu vào đây thì bị rút đéo thì vui. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Đấy, đây, nhìn thấy chưa? Đấy, nhúng nhúc con chưa? Thấy chưa? Để rút tụi con ra. Đi mà. Em, phải rút con. Đưa rút tụi con ra. Bỏ ra. Phải rút nha. Mày giữ dọa đi. Dọa cẩn thận cho ra. Một em, mình muốn là mẹ. Mày cứ đậy vào từ từ cứ đẩy mẹ. Nào Sơn lấy dọa đây, lấy túi đây. Vào cầm túi ngay đây. Nhanh lên. Cực đầy. Đấy à. Con một rồi ngon. Bắt quần này. Bị bắt kinh nghiệm bắt. Anh giữ túi cái phim ngay. Đưa giữ túi đi. Nè giữ túi. Mẹ máu máu không mẹ. Đừng có chút dọa ra. Đừng chút dọa ra. Bít 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 lại. Đó. Đấy, đừng có chút dọa ra đấy mày. Từ từ đã, để bắt con này đấy nhá. Mày đứng nhà ngày mày quay nhá. Bên này, bên này mới thấy đường. Này, bắt con này đi. Hai em. Đấy. Nó cắn cho mày giờ đấy, không kìa. Giữ con này đi. Ba em. Giờ lên mày quay. Đang quay, đang quay. Ngon cực kỳ luôn. Ừ. Dạ. Ba em. Em thấy rồi. Mày phải đứng bên này mày mới quay được chị. Ui ui, đang quay, đang quay sót nè. Nhưng còn nhiều á. Chục con. Chục con, chuột này mày chục con. Chục con. Ủa chục con, chục con. Con à. Giữ cái chọn, giữ cái chọn. Một thế giới chuột. Bốn em. Mẹ mày. Phải đưa rút con ra đi ra. Phải rút. Mày mới để mất con nào mà chết. Cứ thò tay mày nhá. Thò thì nó đã ra đâu thò. Kệ thằng này nó cứ sợ cắn. Im cả. Đúng. Cái đó trên này đéo biết vồ chuột này. Đấy đấy. Mẹ ra đây, to quá nó lại nhảy ra. Con nào ra đây chết. Cầm cái đuôi đi, cầm cái đuôi đi. À con này to rồi, đít này. Đít mẹ nó cứ đứt đuôi mà. To không? Này cầm, cầm sợ đấy. Không, con này nhỏ, con trong mới to. Ờ, cán cuốc đâu? À, giữ lại, giữ lại. Đây, cán cuốc nữa. Năm em. Ui ui, con nhiều lắm. Anh Nhất ạ. Mẹ con này mới là 4. 5. 4. Sơn mày quay phim mày không đếm à? Đây có đây hết, ông khói rồi ông đếm là đủ mẹ làm như bác nhà nuôi. Cho anh Sơn nó rút con. Đứa nào? Thôi cắn không mẹ. Còn hai con nữa. Còn hai con nữa thì nhìn không? Không còn nó ngút nhỏ nữa. À đi mẹ. Thế còn hai con nữa. Thế rồi. Không đến rồi. Chuồng rồi nhưng mà vẫn à. Còn. Đấy ơi còn con. Con. Con mẹ tao bỏ hình như còn hai nó con phải nữa. Chục con. À còn hai con nữa. Lại còn hai con nữa. Ra ra ra, ra để cho cuốc không rút được đuôi nữa rồi. Ha. Chèn vào. Tới tầm rồi rồi dơm rồi. Mấy con rồi? 6. Hàng kia rồi. Hàng kia. Hai này rút đi, rút đi. Không, con này không rút được. Con này nó tuột vui ngay, ngay. Bắt tuột thì phải có kinh nghiệm. Bữa bắt ở cái hàng kia mới kinh. Bốn năm chục con. Chưa, chưa được. Chưa được. Ngắt máy quay cứ để máy quay vậy cho nó.
mày phải quay cái cuốc. Đã cá cuốc nè. Mày quay muối mẹ bắt chuột không? Quay anh này này. Hàng có hàng có hàng. À hình như có mút rồi. Cứ kiếm cái mút tớ này mất rồi. Mất hết sạch rồi. Mất hết sạch luôn rồi. Mút đâu? Còn mút, còn mút. Mất rồi, mất hết sạch luôn rồi. Mày chạy mất hết rồi. Rút ra. Có mút này. Không nó không sang đấy đâu. Nếu mà nó, có điều là nó cũng ấy này nó ấy thôi, chứ còn nó cũng nhỏ thôi. Không mất đâu. Tầm này đến đỉnh rồi mà đến cổ rồi mà ấy thì nó còn đoạn đâu. Còn nữa đấy. Con này như con mẹ rồi. Không, không, có một con to lắm. Con mẹ là hết rồi. Nếu đến con mẹ là nó bao giờ con mẹ nó ở trong cùng. Nó dẫn con nó đi. Con đi ra, đi ra nhé. Con mơ mẹ có sạc pin để quay không đấy? Dư còn con rồi. Ôi, còn hai ba con nữa đi bệnh. Bảy con rồi, có chục con hang hổ nó thường nó chục 10-11 con cái nhau. Rồi. Đây nó quay cái đuôi. Quay cái đằng này đây. Đây. Quên. Đuôi này. Đâu. Đây cái đuôi đây. 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 Này, quay vào đây tôi rút này. Đây rút đuôi này. Thấy rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Ừ. Đó. Đâm đọt vào cường. Ê, kia đâm. Ấy à, phân nhiều. Ui giời. Mẹ nhiều lắm. Ra đi cha. Thế đồ cléo rồi sao? Mẹ còn nhiều. Thế rồi chuột. Để rút cho. Con này để làm. Mày mới là làm mất con nào mà chết. Để ra. Bỏ cua ra. Rút đi, rút thằng con. Có một con quay đầu ra đấy. Ra thì tay để đập cho nó phát. Yếu. Đánh ra tao cuốc nhưng mà dễ rút. Đưa đây. Thơ vào tay ra này. Đừng có cuốc dày quá nó ra lên rộng hang thì ra mất. Thì mẹ ra đây bồ mẹ bố mẹ nha. Ừ. Mẹ cuốc thế thì mẹ chuột sổng ra hết. Mày cuốc thì mẹ đéo có kinh nghiệm. Nó ra rồi đấy. Ra đâu ra. Kiểu cái thằng này. Nó ra thì mày cuốc thì nó ra. Mày nhấc cục nó lên gì. Đây này nhìn chuột chưa. Nó ra thì. Thôi đưa để nuôi. Còn con nữa mày rút đúng không đúng nuôi. Đấy là con trong. Không đúng nuôi. Con này con ngoài. Đấy. Nuôi con khác. Tao nhìn con chuột tao biết. Không đúng vậy, ấy cái kia. Quay trong rồi. Quay trong rồi. Rồi mẹ bẻ đi. Thôi, rồi con này xong rồi. Con rồi. Ơ, con đây, quay con nữa. Mẹ còn nhiều. Rồi, rút con đấy đi. Mẹ 4 kg rồi. Mẹ 2 kg mấy. Mình Tuấn nó làm cái gì mà nó. Đấy kìa. Nó đang bắt kìa. Ôi, bố, im đi. Em con này nó bị tuột mẹ đuôi rồi. Để ra. Từ từ. Cứ bình tĩnh. Mày phá hoại lúa à, đi mẹ mày. Hôm nay tao cho mày chết. Và đỡ bao nhiêu đi mẹ, và con đỡ bao nhiêu ấy. Cuốc mỏng mỏng thôi, thì mới ấy được. Cuốc mà bần bờ người ta hết, nên mình phải đặt. Quanh bờ. Nhảy thế nhỉ. Hai con nữa, còn bao nhiêu? Này, cầm đây. Đây, tôi cho. Có cái giỏ anh bỏ con giỏ thì có mẹ tiền thì tiện nhiều nhưng mẹ không có giỏ thì mẹ vô chết luôn. Chạy đuổi theo nó ốp. Mà được con nọ mất con kia. Nhìn ra mà thì mẹ đây cần đào thêm. Cái này không có giỏ đúng không? Một hang mẹ đào thành 10 hang luôn đấy. Mập ghê ha. Mập mẹ tuần này nói gì mẹ mày. Hôm nay tao cho mày giỏi. Em con này không cần để em tự để em tự xử lý cái hang này. Cứ phải nhìn đi. Cứ phải nhìn đi thằng này.
đâu. Mẹ còn hàng rộng lắm đi mẹ. Nghe đưa cho quốc cho. Châu, châu. Nhá. Mẹ hàng này còn phải có chục quần nữa. Đâu có. Thôi. Ấy, kẻ bắt đi. Chụp đấy. Đây con nó thôi, đếm con nó biết. Nhỏ gì, mẹ lên đông như thế này như thì mẹ gặp này, đây, đây là cái bầy này. Bầy mà. Chó không có cơ hội để bò. Có, làm hai con rồi. Làm hai con rồi, ăn hai con rồi. Ăn đó. Ừ. Hai con nhỏ. Nó ăn đâu, nó nhai xong nó nhả ra. Sơn đứng xích ra tí nữa con. Có là nó ra. Ôi, đừng có quốc thế. Có nó ra không? Có ra nhưng mà nó không quay đầu được. Nó phải đốt. Quốc lần lượt. Ngày xưa đánh chuột ấy, chuột nước ấy, thì mày mới quốc kiểu thế được. Bịt vào xả cho phát rồi. Mất hang. Hang này đang ăn keo khe nẻ. Đúng là năn xui như cái này rồi. Bịt vào. Quốc người đây ra đi. Ơi. Đâu. Không phải đâu. Không gọi bịt vào. Bịt vào đi, bịt vào. Sơn ra đi, sơn ra, sơn ra xây nhá. Đừng quốc thế, thằng này quốc cái mất thang gì, thằng này đánh chuột chéo có kinh nghiệm gì cả. Cái thứ nhất mất thang, có cái thứ hai có chuột vào trong phòng nhà ngay. Hết rồi, hết rồi, hết. Thế rồi. Được rồi. Thôi, hang nó chỉ thế thôi. Chục con, chục con. Chục con nó cái hang này. Lớn chục con thì nhớ được. Đưa hang này đây. Hang này mà không chết chuột. Êm rồi. Dồn ra. Dồn ra. Bốn ký chưa? Bùng. Bán tiền hợp tác là triệu mấy rồi đấy. Dư à? Nóng mà kinh vậy. À, làm chiến chuột đi Lạng Sơn đi rồi. Hôm đánh ở bờ bán kia thì có à? Tao vô được bẩn lắm chứ đừng cái chuyện tao. Đỡ tao. À, đây có chút đẻ. Con này mập quá. Con này cái. Một cái là nó chỉ có một con thôi nhưng mà có chút con nó móc hết ra. Để anh. Mày có quay mày đánh trong bộ không? Không. Ôi giời ơi. Tê đéo gì. Mẹ đang quốc mà vô được chuột. Mẹ giỏi. Sơn thích không? Bù con đấy con đúng mất chuột này. To nhỉ? Rồi con này luôn này. Biết đấy. Con to rồi còn nó đâu. Chuột con nó bắt hết. Có rồi con này. Dốt ra. Nó ổ mà. Con này còn ổ. Nếu mà đồng đồng rồi về dán. Không có, mà con này có ổ chắc. Con này có hang này. Hang này, con này hang khác. Có con lắm. Khác, chắc hết hang rồi. Thế là đúng không? Ăn xuôi đúng không? Kịp. Thế rồi. Đó, thế không? Mẹ bỏ sót hang ấy phát thì mẹ. Đây, đồ mà quan cảnh toàn hiện trường là các bác là phá rồi mẹ nửa cái ruộng người ta rồi. Cái mẹ đó. Được rồi đó. Tuấn nãy giờ nó làm gì được mấy con rồi. Đánh mới sướng. Bởi đấy không có sức một phút. Tuấn đâu rồi? Ngập mẹ đâu rồi? Lên.